Không phải âm thanh của tiếng chuông báo vào lớp, giờ đây âm thanh quen thuộc đối với cô bé Fiammetta 10 tuổi trong giờ học là của những con dế núi xung quanh. Phòng học lạ thường của Fiammetta nằm ở giữa đồng cỏ, phía trên làng Menzolombardo, phía bắc Italia và nằm ở độ cao 1.000 m trên mực nước biển. Cha mẹ của Fiammetta cho biết họ không yên tâm để cô bé ở nhà một mình, do vậy họ đã quyết định đưa cả cô con gái của mình đi làm cùng. Các trường học của Italia đã phải đóng cửa trong vài tuần để ngăn chặn sự gia tăng mạnh mẽ của virus. Tất cả các lớp học trên khắp Italia đều chuyển sang trực tuyến. Các hạn chế sẽ được áp dụng ít nhất đến ngày 6 tháng 4. Còn đối với Fiammetta, cô bé đang trải nghiệm các lớp học từ xa của mình với những người bạn mới ồn ào này.